Chắc hẳn các bạn còn rất nhớ giáo sư Ngô Bảo Châu. Tính đến năm 2010, Ngô Bảo Châu là nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được phong học hàm giáo sư. Mặt khác, ông cũng là người Việt đầu tiên được trao tặng các giải thưởng danh giá của quốc tế. Hai huy chương vàng Olympic toán học quốc tế, chứng minh bổ đề cơ bản, nhận giải thưởng Fields, nhận huân chương bắt đầu bội tình, v.v. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn tuyên bố, chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giáo sư thực hiện ý nguyện của mình là đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành toán học nước nhà và có đó góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Khi về Việt Nam, giáo sư đã nhận được căn nhà Vinhomes tại Vincom Hà Nội trên đường Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân. Diện tích căn nhà là 160m², lớn nhất khu vực Vincom hồi đó. Ước chừng giá trị năm 2010 của ngôi nhà vào khoảng 12 tỷ đồng và hiện nay rơi vào khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, giáo sư cũng được nhận mức lương 5 triệu với ngạch viện trưởng theo mức lương cơ bản kèm theo phụ cấp không dưới 50 triệu đồng vào năm 2011. Tháng 9 năm 2020, giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết mức lương giáo sư ở Pháp, Mỹ còn thua sinh viên mới ra trường. Về mặt thu nhập, theo giáo sư Ngô Bảo Châu, với những nhà khoa học trẻ, bài toán kinh tế vô cùng khó khăn. Khi còn ở Pháp, bản thân ông cũng từng vài lần sốc bởi lúc trẻ ông nghĩ mình không cần tiền mà chỉ cần thời gian để nghiên cứu, chỉ cần đủ ăn và có một chỗ ở. Đến khi được bổ nhiệm làm giáo sư, ông lại nghĩ rằng từ đây mình sẽ có một cuộc sống dư giả hơn, không cần quá lo lắng về kinh tế. Nhưng ông đã tiếp tục sốc khi nhận được tờ bảng lương đầu tiên của mình. Với số tiền này, ông còn không đủ để mua một chiếc vé máy bay về Việt Nam. Ông nói về những thiệt thòi của những người theo đuổi việc nghiên cứu như sau. Đó không phải do cách đối xử của người ta đối với tôi không tốt mà mặt bằng chung ở Pháp như thế. Hay như ở Mỹ, mức lương của người làm khoa học cũng kém xa so với người làm các ngành nghề khác. Người sinh viên vừa ra trường đã nhận được mức lương ngang với giáo sư toán học. Đáng chú ý, thời điểm giáo sư Ngô Bảo Châu mới được nhận giải Fields, dân làm toán trong nước rất hay nhắc đến chuyện Ngô Bảo Châu được Trung Quốc mời sang làm việc với mức lương ngất ngưởng, cao gấp 3-4 lần lương của Đại học Chicago trả. Phó giáo sư Trần Lưu Vân Hiền cũng chia sẻ rằng, cô cũng có nghe mọi người hỏi Châu sao không sang Trung Quốc làm để thành giáo sư triệu phú, thì Châu trả lời, trở thành triệu phú thích thú nỗi gì nếu để cho bạn bè đồng nghiệp có cảm giác là mình quay lưng với đất nước. Theo thông tin mới trên các mạng xã hội và báo Trung Quốc cho biết, Viện Toán học Học viện Cáp Nhĩ Tân thuộc Hệ thống Viện Khoa học Hàn Lâm Trung Quốc đã cho biết giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ trở thành thành viên của học viện này. Giáo sư sẽ lấy tên tiếng Trung là U Bao Chu. Chức danh của giáo sư Ngô Bảo Châu là giáo sư chủ nhiệm thuộc biên chế chính thức của viện chứ không phải là khách mời hay giáo sư thỉnh giảng. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Bảo Châu một lần nữa nhấn mạnh những thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội về việc ông trở thành thành viên của Viện Toán học thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân, lấy tên tiếng Trung là U Bao Chu hay là chức danh của giáo sư Ngô Bảo Châu là giáo sư chủ nhiệm thuộc biên chế chính thức của Viện Toán học Học viện Cáp Nhĩ Tân là không chính xác mà chỉ đi thỉnh giảng hợp tác khoa học. Giáo sư Ngô Bảo Châu nói vậy, nhưng Viện Toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân đã đề tên ông chính thức lên trang web của mình. Trước đó, giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng khiến dư luận sốc và bất ngờ khi trong ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một chia sẻ rằng có quý mến ai thì mong họ sớm thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Và sau đó, giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng khiến cho các trang mạng chống phá, các đối tượng cơ hội mừng như bắt được vàng khi nói rằng cái mà Trung Quốc muốn ở Việt Nam chưa chắc là dầu hỏa, mà là sự thần phục vô điều kiện. Muốn Việt Nam quay lưng hoàn toàn với Mỹ để Trung Quốc có thể tự tung tự tác trên Biển Đông. Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng rất nhiều lần thể hiện tinh thần bài tàu một cách quyết liệt cũng như không ít lớn tiếng dạy dỗ Việt Nam phải chống Trung Quốc ra sao. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chính thức gia nhập Viện Toán của Trung Quốc. Việc giáo sư Châu sang Trung Quốc là một việc bất ngờ, đi ngược lại tuyên bố của ông lúc trước. Mỗi người có một lý tưởng riêng của mình, nhưng hy vọng những lý tưởng đó phụng sự cho sự phát triển chung của nhân loại, không nhằm chống phá lại tổ quốc thì chúng ta hoàn toàn hoan nghênh. Và một điểm nữa rõ ràng, nếu ai theo dõi chính sách thu hút nhân tài của Trung Quốc mới thấy được rằng tại sao Trung Quốc lại phát triển khoa học nhanh như vậy. Từ Nga đến cả EU và Mỹ, rất nhiều giáo sư nhà nghiên cứu đã đầu quân cho Trung Quốc bởi vì túi tiền không đáy của quốc gia này. Với những chính sách thu hút nhân tài mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nào là tặng nhà, tặng xe, đài thọ toàn bộ ăn ở, vé máy bay thương gia, làm chủ những thiết bị nghiên cứu lớn mạnh nhất. Ngay đến cả Nhật, Đức, Pháp cũng khó cạnh tranh được với Trung Quốc. Ngoài ra,
Vị thế của các trường đại học Trung Quốc ngày càng tăng như Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Hưng Quyến. Ngân sách của các trường này là khổng lồ. Từ đó các giáo sư quốc tế về giảng dạy rất đông, rồi trở thành viện thuộc các trường này. Không phải ngẫu nhiên mà giáo dục đại học ở Trung Quốc lại vượt bậc Nhật Bản trong những năm gần đây. Bạn nghĩ sao về hành động của giáo sư Châu? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé!